vụ chạm trán giữa các cầu thủ Tuấn Hương và những cầu thủ Nam Phương Khánh Hòa. Là bầu Minh Quốc, một trong những ông bầu rất nổi tiếng tại thành phố biển Nha Trang của các cầu thủ Nam Phương Khánh Hòa. Thành Inesta rất điểm thẳng và giữ bởi chân trái, bóng vừa chạm cột dọc, tầm bóng tốt, 2-2. Hữu Trọng đưa bóng vào, không được. Pha căng ngang của Hữu Trọng là rất khó chịu. Đình Lợi, Thành Chót dứt điểm, xém chút nữa thì đã có bàn thắng cho Thành Chót. Thành Chót qua người rất khéo đưa bóng vào, thủ thành Văn Linh đã chơi tốt và dứt điểm của Thành Huy, bóng vừa chạm cột dọc. Anh ta đối đầu với Tuấn Anh và dứt điểm là của Tư Huy. Thành Huy vừa có một pha ra chân nhanh rồi dứt điểm, đó là pha dứt điểm của Trọng Em. Phương đã đưa về trung bầm từ Tiền Đỗ ra lại. Đến Lợi, lợi thế dành cho các cầu thủ Nam Phương. Tuy nhiên để chiến thắng Y Hòa là một cái gì đó rất khó khăn. Đó là pha ra chân của Diệp Tư Huy. Thành Chót và dứt điểm từ xa của Thành Chót. Và Nam Phương Khánh Hòa, hai đội sẽ tạm nghỉ với tỷ số hiệp 1 là 0-0. Giải rất tốt. Rồi, không được. Đó là pha bỏ lỡ ngon ăn nhất của Diệp Tư Huy ở trong trận đấu này. Chúng ta cùng coi lại tình huống 1-2 của các cầu thủ Nam Phương. Văn Linh đã đường chuyền và chạm bóng đầu tiên của Mai Đạt. Đường chuyền của trung bầm, cú đá 1-2 trung bầm rất nguy hiểm. Đó là pha solo của trung bầm và trong tình huống vừa rồi thì chỉ có sự xuất sắc 3-1, 3-3. Trung bầm vẫn là trung bầm đường chuyền tốt. Mai Đạt không được. Đường chuyền của Thanh Nhất Ta sang bên ra cái trái, đá bay không được. Đưa bóng vào, như vậy đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Nam Phương. Một pha lộ sơn trước khung thành của thủ thành Văn Linh và tỷ số đã được mở. Chúng ta cùng coi lại tình huống này. Như vậy là bàn thắng được tính cho Thành Inesta ở trận đấu này. Pha đẩy bóng là của Ý Hòa. Nhờ tình huống dứt điểm của Mai Đạt thì anh không thể cản phá. Pha dứt điểm là của Đám Bầu, xem chút nữa thì đã có bàn thắng. Viện trưởng của cao thủ Nam Phương Hòa, rồi dành cho các cầu thủ Tuấn Hương. Pha đưa bóng trả ngược của Thanh Phong là cực kỳ đáng tiếc. Đây là Trọng Lưu phản công đưa bóng vào. Thanh Quân Cốt đã về rất nhanh trong tình huống vừa rồi và xoay sở của Trọng Lưu. Cơ hội không được. Tốt. Bóng vẫn còn trong cuộc. Cơ hội. Qua người dứt điểm. Không được. Đồ bỏ lỡ khó tin của các cầu thủ Tuấn Hồng. Chúng ta cùng coi lại tình huống sóng gió trước khung thành của thủ thành Ý Hòa. Đã có 4 cái bóng áo trắng ở phía bên trong. Tuy nhiên đường dứt điểm cuối cùng của Phan Anh. Vậy thì trận đấu giữa Tuấn Hương và Nam Phương Khánh Hòa đã kết thúc và kết quả cuối cùng các cầu thủ Nam Phương vượt qua Tuấn Hương với tỷ số 1-0. Một trận đấu khó khăn của các học trò huấn luyện viên Huỳnh Linh. Dòng đá Khánh Hòa Premier League KPLS2, chơi có ý thức, chơi để tận hưởng.